quý vị và các bạn đã trở lại với kênh tin tức Sao Việt. Hà Đan rất hy vọng rằng trong chương trình ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ mang đến cho quý vị và các bạn những giây phút thoải mái nhất và thư giãn nhất. Nhưng quý vị cũng đừng quên nhấn nút theo dõi kênh và bật chuông thông báo để có thể cập nhật được những thông tin mới nhất hàng ngày quý vị nhé. Còn ngay bây giờ thì mời quý vị chúng ta hãy cùng đến với những thông tin nóng hổi nhất trong ngày hôm nay. Thấy Lê Dương Bảo Lâm livestream khuya, con gái liền kêu ba ngủ sớm. Thấy Lê Dương Bảo Lâm 1 giờ sáng vẫn còn livestream, con gái đáng yêu của anh liền bắt ba phải đi ngủ sớm, khiến cộng đồng mạng dậy sóng. Chẳng những thành công trong nghệ thuật, Lê Dương Bảo Lâm còn có gia đình yên ấm với vợ và cô con gái đáng yêu. Hiện tại vợ nam nghệ sĩ đang mang bầu con thứ hai. Tuy chỉ vừa 2 tuổi nhưng bé Bảo Nhi, con gái đầu của Lê Dương Bảo Lâm trộm vía, lại vô cùng lanh lợi hoạt bát. Vừa qua bé Nhi còn khiến khán giả lụi tim vì hành động khuyên ba đi ngủ sớm. Con gái Lê Dương Bảo Lâm khiến khán giả lụi tim vì kêu ba đi ngủ sớm. Ngoài diễn xuất, Lê Dương Bảo Lâm còn được mệnh danh là ông hoàng livestream. Anh có thể livestream vào bất cứ thời điểm nào trong ngày. Vừa qua trên trang cá nhân của nam nghệ sĩ, khán giả không khỏi lụi tim với hình ảnh con gái anh kêu ba đi ngủ sớm vì thấy nam danh hài livestream đến khuya. Thấy ba livestream đến khuya, Bảo Nhi liền kêu ba đi ngủ. Tuy chỉ mới 2 tuổi nhưng bé Nhi rất lanh lợi và biết thương ba. Thấy ba tức bực livestream, dù đã 1 giờ sáng, bé Nhi liền đứng nài nỉ Bảo Lâm đi ngủ. Với lời lẽ mà người ba nào nghe qua cũng phải xiêu lòng, ba ngủ đi khuya rồi, ba dẹp điện thoại đi ngủ đi. Lời nói của cô bé khiến nam nghệ sĩ lùi tim. Bảo Nhi rất lanh lợi dù chỉ mới 2 tuổi. Chẳng những vậy, khi Lê Dương Bảo Lâm chịu đi ngủ, công chúa nhà Bảo Lâm còn khiến khán giả phì cười khi nói mời vô, tức là mời vào phòng ngủ. Bảo Nhi còn nịnh ba mẹ đến mức giơ ngón tay lên ý chỉ ba mẹ là số 1. Đáng yêu đến vậy, thảo nào Bảo Lâm không cưng con gái. Bảo Nhi có ý nói ba mẹ là số 1. Khi Lê Dương Bảo Lâm thông báo chuẩn bị đón con thứ hai, đông đảo người hâm mộ đều không khỏi vui mừng, gửi lời chúc đến anh. Ngoài ra, nam nghệ sĩ cũng tiết lộ đây tiếp tục là một cô công chúa, anh dự định đặt tên là Bảo Ngọc. Gia đình Lê Dương Bảo Lâm chuẩn bị đón con gái thứ hai. Theo Lê Dương Bảo Lâm, đứa con thứ hai này nằm ngoài kế hoạch của hai vợ chồng. Nhưng vì con cái là lộc trời cho nên vợ chồng nhà nam diễn viên vẫn vui vẻ đón nhận. Mới 2 tuổi nhưng bé Bảo Nhi, con gái ruột nhà Lê Dương Bảo Lâm, đã lanh lợi hoạt bát không kém gì nam diễn viên hài. Nhiều khán giả còn mong rằng bé Bảo Nhi sẽ nối nghiệp ba trở thành diễn viên triển vọng trong tương lai. Sau Bảo Nhi, cô con gái Bảo Ngọc chắc chắn sẽ lại là bé gái hot trên mạng xã hội.